Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu trong tánh bình đẳng của tất cả pháp, các tướng sai biệt đều chẳng thể nắm bắt được, thì các phàm phu hoặc tùy tín hành, hoặc tùy pháp hành, hoặc các đệ bát, hoặc các dự lưu, hoặc các nhất lai, hoặc các bất hoàn, hoặc các A-la-hán, hoặc các độc giác, hoặc các chúng đại Bồ Tát, hoặc chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả pháp như thế và hữu tình đáng lẽ không sai biệt. Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, ở trong tánh bình đẳng của tất cả pháp, hoặc các phàm phu, hoặc các bậc thánh cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác, pháp và hữu tình đều không sai biệt. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu trong tánh bình đẳng của tất cả pháp, phàm phu, thánh giả, pháp và hữu tình đều không sai biệt, thì tại sao có tam bảo xuất hiện ở thế gian, đó là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo? Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Phật pháp tăng bảo cùng với tánh bình đẳng có khác nhau chăng? Thiện Hiện đáp: Như con hiểu nghĩa Phật đã nói thì Phật pháp tăng bảo cùng với tánh bình đẳng đều không có sai khác. Bạch Thế Tôn, hoặc Phật bảo, hoặc pháp bảo, hoặc tăng bảo, hoặc tánh bình đẳng, tất cả như thế đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng, đó là vô tướng. Nhưng Phật Thế Tôn ở trong vô tướng, phương tiện thiện xảo, kiến lập các pháp, vân vân, có sự sai khác. Gọi đây là phàm phu, đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp hành, đây là đệ bát, đây là dự lưu, đây là nhất lai, đây là bất hoàn, đây là A-la-hán, đây là độc giác, đây là đại Bồ Tát, đây là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Như Lai đối với pháp phương tiện thiện xảo, có thể đối với vô tướng kiến lập các pháp, vân vân, sai biệt. Lại nữa, Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nếu chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng chứng quả vị giác ngộ cao tột, dù chứng quả vị giác ngộ cao tột, chẳng vì hữu tình kiến lập tướng sai biệt của các pháp, thì các hữu tình có thể tự biết đây là địa ngục, đây là bàng sanh, đây là quỷ giới, đây là người, đây là chúng trời tứ đại vương, đây là trời 33, đây là trời dạ ma, đây là trời đồ sử đa, đây là trời lạc biến hóa, đây là trời tha hóa tự tại, đây là trời phạm chúng, đây là trời phạm phụ, đây là trời phạm hội, đây là trời đại phạm, đây là trời quang, đây là trời thiểu quang, đây là trời vô lượng quang, đây là trời cực quang tịnh, đây là trời tịnh, đây là trời thiểu tịnh, đây là trời vô lượng tịnh, đây là trời biến tịnh, đây là trời quảng, đây là trời thiểu quảng, đây là trời vô lượng quảng, đây là trời quảng quả, đây là trời vô tưởng, đây là trời vô phiền, đây là trời vô nhiệt, đây là trời thiện hiện, đây là trời thiện kiến, đây là trời sắc cứu kính, đây là trời không vô biên xứ, đây là trời thức vô biên xứ, đây là trời vô sở hữu xứ, đây là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, đây là sắc xứ, đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là nhãn giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, đây là sắc giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là nhãn thức giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, đây là nhãn xúc, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đây là các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới, đây là thủy hỏa phong không thức giới, đây là nhân duyên, đây là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên.